Đây nè mọi người, để quay ở bên ngoài cảnh nhà hàng cho mọi người xem nha. Đối diện với cái shop Baroque Mart nha mọi người. Nằm trên đường Davy với lại Thurlow nha. Cái này là nhà trước cổng nhà hàng nè mọi người. Cái này là cái tên của nhà hàng nha. Cái này ở sau nhà hàng. No way. No. Cái tiệm này á mọi người, hôm nay mình cùng đi ăn đồ ăn Hy Lạp nha. Cái này là tên của cái tiệm nè. Cái tiệm này á là mình ăn lâu lắm rồi á. Bây giờ mình mới quay lại, lúc trước á là ăn ngon lắm á. Nhưng mà bây giờ không biết nó có ngon được không. Bây giờ mình quay lại mình ăn thử lại nha mọi người. Để lát thôi mình kêu món này. Cái này là cái thực đơn nha. Cái thực đơn này á mình quay sơ cho mọi người coi thôi. Chứ thật ra mình tới đây á mình chỉ có ăn cái lam thôi à. Ăn cái thịt cừu á. Ở đây nó gọi là roasted lamb á mọi người, là cái giống như cái cục thịt cừu như thế. Cừu đó rồi nó hầm giờ đang kêu món nha mọi người. Không sao đâu. So it's okay, we take the chat video. It's okay. No, I don't care. Okay. I mean, $50. You're so fun. Okay, for me, I want a small lamb. Giờ chị bạn chị cũng kêu món nè. Can I please also have the small lamb? Why don't you get the large and I'll have a little bit. Cái này là cái xung quanh của nhà hàng nè mọi người. Cái nhà hàng này nó là lâu năm lắm rồi đó mọi người. Nó phải là hai mươi mấy 30 năm rồi đó. Cái này mình có kêu mực chiên nè mọi người. Ở dưới là có cơm nữa nha. Ở dưới là có cơm nè, ở trên là họ mỏ hành hành tây. Rồi còn cái này á là giống như salad đó, nó trộn với lại ớt chuông nè, với dưa leo, với hành tây, với ô liu, với lại cà chua. Cái sốt này nè mọi người, nó làm từ da ua với lại nó sốt với bơ hay gì, nó chua chua ngon lắm. Chấm ăn rất là ngon luôn. Thank you. Ồ cái này nè. Cái này chấm với lại bánh mì ăn rất là ngon nha mọi người. Mấy cái này là mấy cái sốt của Hy Lạp á, chấm ăn rất là ngon luôn. Cái này là mực chiên nha mọi người, thơm ghê luôn á. Chấm cái sốt ăn. Cái sốt hình như có da ua nữa. Nó hơi chua chua. Nó hơi chua chua. Da ua với gì chị? Có da ua nha. Rồi nó bỏ thì là da ua với thì là với gì nữa? Tỏi, bột tỏi. Ờ, vậy thôi. Có mayo nè nữa. Có sốt mayo nè không? Không có sốt mayo nè. Họ chiên á, ở bên ngoài á nó giòn. Ở bên trong cái thịt mực á, nó vẫn còn mềm, nó giữ được cái độ ngọt của cái mực nó không quá khô nha. Nhưng mà nó hơi dầu mỡ nha mọi người. Vẫn ngon cũng y như cũ, nó không có thay đổi nha. Lâu lắm rồi á, mình ăn lại cũng vẫn như vậy. Để mình thử cái này bánh mì với lại mấy cái sốt. Chị vẫn vậy nha. Cái sốt ngon nha mọi người. Hai cái sốt nào mình cũng thích hết trơn á. Nó chua chua, không có chua quá, nó vừa phải thôi. John, bring up the plate. Rất là ngon nha mọi người.
mọi người muốn ăn thử đồ Hy Lạp á, nhớ kêu cái món này nha, bánh mì chấm với lại ba cái loại sốt này nha. Đó, ba cái món này đặc biệt. Còn cái mực này á, mình nghĩ là bên Việt Nam thì ở đâu nó cũng có cái mực chiên này nè. Còn cái món này là Hy Lạp. Chết lạnh thế. What's that? Talk about it. Discover it. Oh. Mình có kêu thêm cái súp nữa. Súp này là súp thịt gà. Nhưng mà súp ở đây nó ngộ một cái là trong đây hình như nó có cơm nữa. Mà cái cơm này không phải giống gạo của Việt Nam mình đâu. Gạo cũng như của người Hy Lạp á. Nó hơi dài dài, nó mập mập, đồ bự bự. Mình cũng chưa ăn cái súp này lần nào hết trơn á. Nó chua chua. Mà chua chua không phải chua của chanh nha. Mà nó chua giống như cái mùi của sữa, của da u á mọi người. Cái này mình ăn không có quen nên là cái này mình ăn không quen chắc không có kêu đâu, thấy không có ngon, nó hơi chua chua ăn không quen. Cái tiệm này là nó mở rất là lâu rồi nha mọi người, 20 mấy 30 năm rồi. Cái này được cái đường, cái tiệm này nó nằm trên đường Derby với Bill, nó đối diện với lại cái Super Rock Mart, cái chỗ mà bán tạp hóa đủ thứ. Cái khi nào mọi người có qua Vancouver hoặc những người có Vancouver nhớ ghé cái tiệm này ăn nha mọi người. Cái món này là món thịt cừu nướng nha mọi người. Đó. Cái sốt đó thì cũng sốt y như vậy à. Not a problem. Rồi, thank you. No worries. Họ đem lộn ra đồ ăn. I think we're good. This thank one, you. Thank you. This one though? No, it's good. Với lại cái salad á, nó cũng giống vậy, không có khác gì, nó y như vậy thôi. Cơm cũng giống y như vậy thôi. Cơm họ làm vừa ăn lắm nha mọi người, ngon lắm á. Cái thịt cụ họ nướng nè. Họ nướng vừa chín tới thôi, nó còn thịt đỏ ở trong á. Nên nó mềm. Còn cái này mình kêu cái thịt cừu luôn, nhưng mà mọi người thấy nó đen gì chứ, nhưng mà ở trong nó mềm lắm, rất là mềm luôn. Có khác biệt cái là cái này nè, cái này là đậu đũa nha mọi người, với lại cần tây, với lại cà rốt. Họ xào hay làm cái gì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nó mềm lắm, hay là hầm hay gì đó, mình không rành. Ủa cái này là nó hầm hay là gì chị? Cái này nè, nó hầm hay là nó xào? Nó mềm ơi là mềm luôn, rất là mềm. Đó, họ làm sao không biết, rất là mềm. Có ớt chuông nữa, rất là mềm. Ăn với cơm là rất là vừa ăn, rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn mọi người. Cái này là roasted clam nha mọi người. Là giống như là họ nướng lên đó, mà họ nướng sao mà nó ở trong nó rất là mềm. Ở ngoài thấy nó hơi đen đen, nhưng mà ở trong cái thịt nó rất là mềm. Mà cái thịt này á, thịt cừu này á, nó không phải là nạc không nha, nó có hơi mỡ mỡ trong đây nè, ăn rất là ngon mà béo, rất là mềm luôn. Cái độ ngọt của thịt, họ không có ướp cái gì vô trong nhiều giống như cái của người Việt mình đâu, mà cái thịt nó vẫn còn ngọt, rất là ngon. Tuy là lâu lắm mà mình mới ăn lại, cái hương vị nó vẫn y như cũ. Còn cái này á, là không biết, chắc nghĩ họ xào hay sao á, mà có đậu đũa nè, với cần tây, với lại ớt chuông, với cà rốt, họ làm rất là mềm. Không biết cái này là họ hầm hay là họ xào nữa, mình không biết vậy. Nhưng mà cái này họ ướp hơi mạnh, tay nó hơi mạnh chút xíu nha mọi người. Nếu ăn với cơm mình nghĩ ok. Còn cái salad này không có gì đặc biệt, giống như lúc nãy mình đã có nói rồi. Cái potato, cái khoai tây này cũng vậy, họ chỉ nướng lên thôi. Họ để nguyên củ vậy, nó cũng không có gì đặc biệt. Họ chỉ... Nói chung là ngon là nhờ cái thịt cừu này nè, mới là đặc biệt. Họ nướng làm sao mà nó rất là mềm. Nó còn dai, không có dai lắm, ngọt thịt. Mọi người mà thích ăn thịt cừu quá, nhớ đến đây ăn nha. Tại vì cái giá thành ở đây nó so với mặt bằng chung mình. Ở downtown Vancouver này nó giá nó trung bình nha, nó không có mắc mà cũng không phải là quá rẻ nha mọi người. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha mọi người.